Con gái à, mẹ nói với con á, nếu mà con lỡ đi rồi đó, con đi về đi, mẹ không buồn không giận con đâu, mẹ sẽ tha thứ cho con còn nhỏ quá, con đâu có đi được, con đâu có đi làm cái gì được đâu, con chưa có giấy tờ với gì hết trơn á, phải chi mà con lớn đủ tuổi thì mẹ sẽ cho con đi làm, còn này con còn nhỏ quá. Quá khổ. Dạ em xin phép chào đại gia đình nhà mình. Dạ chào anh. Anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì? Tôi tên là Đặng Thị Ngọc Thời, Dạ. sinh năm 1974. Dạ. Chị là quê ở đâu? Quê ở Kiên Giang. Kiên Giang. Hôm nay là chị về đây cùng với ai đây? À, đây là chồng của mình, còn đây là con trai. Dạ. Hôm nay gia đình nhà mình về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp gia đình nhà mình chuyện gì đấy? À, giúp tìm con bé Út nó đi mà nó bỏ nhà nó đi, mới 13 tuổi, sinh 27 tháng 3 năm 2011. Con nhà mình họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Đặng Gia Hân. Nguyễn Đặng Gia Hân. Dạ. Bé mới 13 tuổi. Dạ. Trời đất ơi. Bé là bé bỏ đi ngày nào đây chị? 4 giờ. 4 giờ chiều ngày hôm qua. Trời đất ơi. Đi là đi tại đâu? Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Vậy là gia đình nhà mình quê thì ở Kiên Giang, Dạ. nhưng mà lên Đồng Nai để lập nghiệp đúng không Dạ ạ? đúng rồi. Gia đình nhà mình lập nghiệp ở Đồng Nai lâu chưa? Mới đi qua hồi Tết tới giờ. Vậy là bé còn đi học không chị? Bé nó còn đi học ở dưới quê á, mà mới cho nó nghỉ học mấy tháng nay để lên đây nè. Vậy là trong cái thời gian nghỉ hè. Dạ đúng rồi. Nghỉ hè lên thăm cha mẹ đúng không ạ? Dạ. Bé là ở dưới quê là bé ở bên nội hay là bên ngoại đây chị? Ở với bà ngoại. Ngoại ha. Con nhà mình có ngoan không? Thì nói chung ra thì nó ngoan, rồi đó, nhưng mà nó đi ra ngoài đường thì mình cũng không biết, tại vì nó còn nhỏ quá, nó mới có 13 tuổi à, nó học mới có lớp 7 à. Hôm bữa ở dưới quê là nó đi học về cái đầu bị bạn xô sao mà té hai cái đầu gối, rồi tay chân đồ này kia chảy máu lum hết trơn á, rồi về tới nhà là nó muốn xỉu. Bà ngoại mới điện lên, bà ngoại nói là à, mày điện cho mổ nó coi, con Hăng nó bị người ta xô sao đi không nổi đó. Xong rồi cái đầu em nghe mẹ sợ là mẹ và bà bị bệnh tim nữa, rồi sợ bà có gì đó, cho nó má ơi nếu mà nó học không được á, tan hiếp nó, lỡ mà xảy ra chuyện gì á mình ăn hận cả đời thôi, nếu mà nó học được không được á thì má cho nó lên đây với con đó. Xong rồi cái đầu hả, tới cũng đâu còn tháng nữa là tới nghỉ hè rồi đâu, mấy 20 ngày đó là tới nghỉ hè. Xong cái bà ngoại mới đưa lên thì ngậm qua ở nhà, đi lại tôi đi lại là nhà bà xui chơi, nhà nó nhà với cha nó với anh hai với chị hai nó nè, mà sao nó nói đi đi mua thuốc uống mà nó đi không thấy nó về Trời đó, chứ không có ở nhà kiểu như la gầy thì cũng la giống như là ừ, con chơi điện thoại vậy, mẹ không con chơi game hay là con không ngoan thì mẹ không cho à, không có là mẹ lấy điện thoại lại thu điện thoại lại này kia, nói vậy thôi chứ cũng đâu có là cái gì mà quá đáng đâu, cái đó là con la vậy là bình thường chứ có gì đâu. bé nhà mình là cao 1m mấy đấy chị? Nó cao khoảng 1m6 á, Nặng nhiêu ký? nặng khoảng 44-45 kg á. 5 kg Dạ. rồi. Vậy là ngày hôm qua. Vậy là ngày hôm qua con nhà mình bỏ đi mang theo những thứ gì đi? Nó không có mang theo gì nhưng mà nó bỏ con heo á, cũng cũng như là cha nó là gì nó là anh chị nó đầu này kia cho tiền á, rồi nó bỏ vô con heo không cho nó ăn hàng đó thôi. Nhà mẹ có bán đồ ăn đồ này là cái lặt vặt rồi con ăn nước nôi là con uống ở nhà, con đừng có ăn hàng giống người gầy gầy nó kêu nó bỏ heo, thì mình mua con heo về cho nó bỏ vô. Thì hôm qua nó đi nó đập con heo đó, nó đi đó chắc tầm 1 triệu ngoài 2 triệu trở lại Là chứ không có lấy hết tiền nhiều, trong lấy heo hết tiền đi, trong con heo đó đi. lấy cái tiền sau Thì nó cầm điện thoại theo, thì nó cầm rồi điện thoại nó cầm theo từ hôm qua tới giờ là có liên lạc được cho con không anh chị? không có liên lạc được. Nhưng mà có một cái thằng đó tên là Tấn Phát, là nó trên TikTok với Facebook của nó chơi á, là nó mới nhắn tin với con nhỏ con dâu á, là nó nói với con dâu á là em xin lỗi chị đó, là cái thằng kia nó nhắn tin chứ không phải là con này nó nhắn tin đâu, xin lỗi chị. Xong rồi tối lại cái con nhỏ cháu nó mới nhắn tin với thằng đó, nó vô nó tìm là cái tên thằng đó, nó mới bấm ra là nó mới nhắn tin với thằng đó, rồi nó điện thoại nói chuyện với thằng đó luôn, là nó nói là nó mới quen Hăng 2 tuần nay thôi, mà gia đình đó là Hăng nó nói là gia đình nó áp lực quá cho nên nó mới bỏ nhà đi. Rồi cái thằng này nó mới nói là con Hăng đi là bạn qua chở, là bạn của thằng đó chứ không phải là nó, nhưng mà chị nghĩ là thằng thằng đó chứ không phải là bạn nó đâu,
đó, mà kêu nó về cho Hăng về thì nó nói không có, Hăng không có nói chuyện đó. Vậy là tới giờ phút này gia đình nhà mình đã nắm bắt được cái thông tin là con nhà mình. Dạ đúng rồi. Theo cái người thanh niên tên Phát. Đúng rồi, tên ta tên Phát. Con nhà mình ở nhà chắc xài điện thoại dữ lắm đúng không? Nó mà cũng mới xài điện thoại mấy tháng nay thôi, chứ còn ở dưới quê đi học là đâu có được xài điện thoại. Một ngày là chỉ được công tiếng đồng hồ thôi. Xài một tuần thôi là có công chuyện rồi. Thì bởi mới nói mà, nhưng mà kiểu như mình nghĩ là nó cầm điện thoại nó chơi TikTok. Thứ nhất là mình không cho nó chơi mà game, rồi mình nghĩ nó nói mẹ ơi mẹ con quay TikTok mẹ cũng không cho nó, rồi con mẹ mua điện thoại cho con chi đó là không, mẹ mua điện thoại cho con để học chứ không phải là để cho con chơi. Vậy là bé lên Đồng Nai là được bao nhiêu ngày tháng hả chị? À, lên hồi tháng 3, 14 tháng 3 âm lịch đó. Ồ, vậy là bé nghỉ học rồi hả? Dạ thì bé nghỉ học rồi. Thì đâu phải nghỉ hè mới lên đâu đúng không? Đúng rồi, nghỉ hè, nghỉ học trước. Tại vì hôm bữa là nó bị theo bạn xô té đó. Rồi là mới cho nó nghỉ học là mới vừa nghỉ luôn á. Vậy lên đây bé có làm gì không? Lên không có làm gì ở nhà. Có học nghề gì không? Không, nó còn nhỏ xíu mà không có gì, nó ở nhà với mình á. Mình bán nước rồi kêu nó ra phụ và rửa chén rồi cho mình nấu cơm cho mình ăn thôi. Cái nhà lau nhà thôi, đâu có làm gì. Trong cái thời gian gần đây là mình có phát hiện được con nhà mình có điều gì đó bất thường? Thì nó chỉ cầm chơi điện thoại mà la nó, thì nó thinh là nó không trả lời đi trả lời lại gì hết. Có thấy bé là gọi điện hoặc nhắn tin với ai đó? Thì nó không có gọi điện, nhưng mà nó thấy nó nhắn tin bấm điện thoại thì mình lại mình coi mình la nó, con bà bấm điện thoại hay gì đó, còn nhắn tin cho ai vậy, là nó đưa cái điện thoại ra là nó coi phim thôi đó. Là sao mình biết được đó. Nó nói là mẹ coi nè con lướt TikTok đó, nó vậy đó, rồi đâu có biết được đâu. Gần cái ngày bỏ đi là ba mẹ hoặc là người thân trong gia đình có la dày gì bé? Thì có la giống như là con lì không ngoan, là đòi tịch thu hai bữa nay, là đòi tịch thu điện thoại đó. Cho nó nói với mình đó là để con làm việc á, đặng con đổi lại cái điện thoại. Ý là nó nói như là mình, nó không ngoan, mình không cho nó chơi điện thoại đó, không cho nó cầm điện thoại. Tại vì nói con không ngoan, mẹ nói với anh hai với anh ba phát thì phản lại, phá mật khẩu lại không cho con chơi. Chứ con còn nhỏ quá mà con chơi á là mẹ không có chịu. Nó chỉ gầy la vậy thôi chứ cũng mình cũng muốn tốt, điều tốt cho nó. Nhiều khi hỏi mẹ la gầy con hoài mà con có giận mẹ không? Nó còn trả lời với mình á là mẹ gầy la con là cho con ngoan, cho con quan tâm con mẹ mới gầy la. Con cũng muốn mẹ gầy la con mà mẹ nói gì vậy con, là mẹ làm sao giận mẹ được. Nó còn biết trả lời tới cỡ đó luôn á, rồi mà sao mà nói nó được. Nó bé thường thường ở nhà là hay tâm sự với chị hả? Thì nó tâm sự như lâu lâu nó hỏi mẹ cái này kia vậy thôi, chứ nó cũng đâu có tâm sự với ai đâu. Dạ. Tính tình con nhà mình là con năng động. Thì năng động, nó năng động lắm. Năng động lắm. Ừ, nó năng động. Vậy là tới giờ phút này theo thông tin của gia đình là 100% là đi theo thanh niên tên Phát. Dạ đúng rồi. Sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan công an chưa? Thì ngày hôm qua cũng đi lên trình báo với công an rồi đó, rồi công an nó nói công an nó nói là để nó vào cuộc, nó đang đi tìm kiếm. Dạ. Đây là một cái câu chuyện thật sự rất nhức nhối, không riêng gì gia đình nhà mình. Trong thời gian vừa qua, anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều câu chuyện và trường hợp tương tự như gia đình nhà mình. Mới đây một bé 14 tuổi cùng chơi mạng xã hội và quen một cái thanh niên ở Sài Gòn, anh em đã tìm được rồi. Trong ngày là anh em tìm được rồi, đưa về bình an rồi. Và tới đây thì tiếp tục ngày hôm nay. Ngày hôm nay anh em ghi nhận rất nhiều ca 14, 15. Bây giờ là tiếp tục con nhà mình 14. Ông ngày hôm qua có đứa cháu nó điện cho thằng Phát đó, đó. Dạ. Thì nó ở nhà bè rồi quay lại hơi nó nói là chuyển qua cho ông anh nó ở một mình ở quận Tân Phú nhắn tin ở trong cái tin nhắn của con Gia Hăng á, là trong Facebook với thằng Twitter á, là nó chuyển qua cho con nhỏ cháu coi á, là nó ở Bình Tân với ở nhà ông anh gì đó. Ban đầu thì thằng kia thì nó nói là nó ở nhà bè, mà già gọi điện thoại cho nhỏ cháu với dì ba nó nè, gọi là hỏi nó, dì ba nó hỏi là mà hỏi dì là ai, nói là tại làm bộ, nói là mẹ mà bệnh rồi, không có mẹ nghe nè, tin là mẹ xỉu gì đó rồi không có nghe điện thoại được, rồi cho nên là dì ba nó nghe điện thoại, dì ba nó nói là hỏi con, nó nói là gia đình nó không cho ha quen là có bồ gì đó. Cái đầu dì ba mới hỏi con biết năm nay Hăng nhiêu tuổi chưa. Cái thằng kia nó còn biết là Hăng là sinh 2011, 27 tháng 3 năm 2011 đó. Thì dì ba nói là gia đình không phải là cấm, tại vì Hăng nó nhỏ quá đó, chứ không phải là cấm cản là nó có bạn
Rồi thằng kia nó trả lời là để nó liên lạc được với cái thằng Duyên Hân á thì nó cho hay. Rồi gia đình nói giống như nếu như mà có cho con Hân về liên lạc về á thì điện vô cái số mà hôm qua nó điện với cháu đó, là lúc nào cũng có người đến rước, Dượng Ba không ai rước thì Dượng Ba nó rước. Đó rồi nó là dạ dạ rồi thôi, rồi cái đầu mình thì điện không được, cái Facebook của mình thì nó chặn, mẹ nó chặn rồi, đâu có điện được, đâu có nhắn tin gì được đâu. Mà bây giờ là túm lại là cái thằng Phát, Tấn Phát đó đó, là nó cầm cái máy của Hân, nó điện, nó nhắn tin chứ không phải là Hân. Gia đình nhà mình đang sợ nhất điều gì đây? Gia đình đang sợ nhất là nó, tại vì con em nó còn nhỏ quá, chứ phải chi nó lớn đủ tuổi trưởng thành thì mình không lo, còn đằng này nó còn nhỏ quá mình không biết nói làm sao. Dạ. Cũng mong cộng đồng mạng chia sẻ giúp tìm con nó về. Khổ thật. Chị hãy nói một cái điều gì đó với con gái nhà mình trên video này đi. Con gái à, mẹ nói với con á, nếu mà con lỡ đi đó, con đi về đi, mẹ không buồn không giận con đâu, mẹ sẽ tha thứ cho con. Con còn nhỏ quá, con đâu có đi được, con đâu có đi làm cái gì được đâu, con chưa có giấy tờ với gì hết trơn á. Phải chi mà con lớn đủ tuổi thì mẹ sẽ cho con đi làm, còn này con còn nhỏ quá. Quá khổ. Ba nào, ba nói cái điều tình cảm nhất với con đi. Thì tôi là cha, mong con quay về sớm cho mẹ được vui vẻ trong gia đình, để cha đi làm kiếm tiền lo cho con. Xin con cháu nào lỡ dắt con của tôi đi thì hãy báo tin cho rước nó về, bị nó còn quá trời tuổi nó nhỏ nên mới tới nhờ đội hiệp sĩ Thành Hải tìm kiếm để giải cứu cho cháu về được sớm trong gia đình. Dạ. Dạ em trai, em có thể giới thiệu em tên gì? Em tên Nguyễn Văn Hoàng. Em là anh hai hả? Rồi anh hai nói chuyện với em Hân đi, cho bé về. Anh hai nghe luôn. Hy vọng rằng là con gái xem được video này, thấy cả ba và mẹ và anh hai nên đã nhờ các chú đội hiệp sĩ Hải Bình Dương đi tìm con. Thì con đang ở đâu đó, con phải sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, bởi vì bản thân con là con gái, tuổi đời của con rất nhỏ, mới 13 tuổi, chưa biết một cái gì về bên ngoài, đặc biệt rằng con chơi mạng xã hội mà con nghe theo lời bạn bè rủ dê để con bỏ nhà đi, thì cái điều đó là cái điều thật sự rất đáng tiếc. Nên mong rằng con đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về đoàn tụ với ba mẹ. Còn nếu tới giờ phút này mà con bị đối tượng nào mà khống chế không cho con về thì con thật bình tĩnh, con gọi về số của các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858, các chú ngay lập tức có mặt kịp thời để đưa con về một cách an toàn nhất. Còn thanh niên tên Phát và những cái đối tượng nào mà đang giữ bé, khống chế bé không cho bé về, thậm chí đã và đang có ý định, có kế hoạch bắt bé làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật, thì hãy nhanh chóng thả bé về trong ngày hôm nay và ngày mai. Nếu trong ngày hôm nay và ngày mai đưa bé về với gia đình với điều kiện chưa tác động, chưa gây ra cái hậu quả gì với bé, thì gia đình sẽ hoan hỉ bỏ qua tất cả. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không đưa bé về, khi anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì chắc chắn là 100% là gia đình sẽ bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết cái sự việc này. Bởi vì là bé mới 13 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, mà cái khung hình phạt này thì rất nhiều năm. Nên mà mong rằng là những đối tượng nào, thanh niên nào, cô chú nào, thậm chí là ông bà chủ quán nào đang giữ bé thì hãy nhanh chóng thả bé về nếu không muốn dính líu tới pháp luật. Còn nếu cố tình ngoan cố thì chắc chắn ăn cơm chạm và thậm chí là rất nhiều năm xa gia đình. Đó là cái điều chắc chắn rồi. Đây thật sự đây là một trong những cái câu chuyện rất là nhức nhối cho tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Trong suốt thời gian qua anh em ghi nhận rất nhiều cái trường hợp như vậy. Tối này dì ba nó điện thoại, là dì ba nó nghe trong cái tiếng điện thoại của bên Tấn Phát nói chuyện là nghe rất lồn, giống như là ở trong quán gì đó, chứ không phải là ở ngoài. Bây giờ ngay lập tức anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải ghi hình xong sẽ lên đường đi tìm kiếm nha. Gia đình nhà mình cứ bình tĩnh, yên tâm. Dạ. Nó không có chạy đi đường nào được hết á. Dạ. Nha. Nó chỉ có chạy vô chung thôi. Bên gia đình nhà mình cố gắng bình tĩnh. Và cái điều đặc biệt rằng khi con về, bậc làm cha làm mẹ mình la dạy con phải đúng cách đúng hướng nhá. Dạ. Mình đừng có la nhiều quá. Mình la nó vừa thôi, vừa phải thôi nhá. Mình xem con như là người bạn để mình chia sẻ,
Bởi vì dù gì các bé nó cũng lớn rồi, mà thế hệ của các bé sau này là nó khác với thế hệ của anh chị ngày xưa. Dạ đúng rồi. Ngày xưa có thể là cha mẹ cầm cái roi cái là cái thời của anh chị là sợ rồi. Đúng, đúng rồi. Chưa? Bây giờ là quấn nó không sợ đâu. Còn bây giờ càng quấn càng tưới nó càng không nghe. Đúng rồi. Đôi khi cha mẹ nói nó không nghe đâu, nhưng mà người ngoài chỉ cần nói ngon nói ngọt là nó lập tức là nó nghe đi. Dạ. Đó cái điều rất là khổ tâm. Nhiều khi hỏi Hằng, con có bạn, bộ con bấm điện thoại con có bạn hả? Là đâu có đâu mẹ. Mẹ nói nghe nè, bạn của con có quan trọng không mẹ không? Cái nó nói không, bạn thì không có quan trọng không mẹ, mẹ là số 1 nhất trong lòng của con. Trước đó. Mặt nó nói vậy đó. Thì trước mặt nó nói vậy thôi, sau lưng nó làm gì mình cũng đâu có biết được đâu. Rồi cái sự việc của gia đình nhà mình thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận nhá. Dạ. Sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí và giúp đỡ hết sức có thể. Dạ. Thì hôm nay gia đình nhà mình về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Dạ. Gia đình nhà mình có đồng ý cho anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình về không? Dạ đồng ý. Em trai đồng ý. Cuối video thì chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái gia đình nhà mình sớm quay trở về một ngày gần nhất nhá. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái trong hình ở đâu làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm được cái thông tin của bé và giúp bé sớm quay trở về một cách là bình an nhất bên gia đình. Dạ cảm ơn. Em xin phép chào gia đình nhà mình, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị còn một bạn ở những video tiếp theo.